Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo. Thì làm phiền các bác một chút. Dạo này cũng có nhiều người, tôi thấy nhiều người quan tâm đến cái mặt hàng này. Thì tôi cũng đăng lên đây là cần tôi bán luôn. Đó là các bác chỉ mua, các bác về sử dụng gia đình ấy, các bác chỉ cần mua dao không mua vỏ thì cái giá thành nó sẽ thấp hơn. Ví dụ như một con này nhíp oát này, đây là nhíp oát nhé, cái đống phôi này. Các bác có thể nhìn nước tôi của nó này. Đấy. Chú nhà tôi thì chuẩn rồi. Một đống này là đống nhíp oát hết. Ví dụ như đen như này. Cán thì nó là cái cán bằng gỗ chắc hoặc là gỗ cẩm. Đấy, cán hình quả trứng. Chắn dày 3 ly. Cái lưỡi dao của nó dài từ 26 đến 28. Nước tôi của nó này. Các bác chỉ cần về ngâm nước gạo, các bác mài xong các bác ngâm nước gạo là nó sẽ lên nước cái nước tôi thôi. Đấy, sống dày. Đồng này hoàn toàn đồng liền 100%. Đấy, gửi cho các bác xem. Ví dụ như con này tôi đang bán cho các bác, có nghĩa là sắp tới sẽ gửi đi này. Thì nếu mà là cán gỗ cẩm thì là 550 một con. Còn nếu mà là cán gỗ chắc thì là 580 một con, là thép nhíp hoặc là thép màu so. Thì giá là như thế. Đấy. Bây giờ dao nó cũng mịn màng hơn rồi, mép mỏng thôi nhé. Đấy, cái loại này là dùng đa zin lăng. Đây cũng có nhiều bác quan tâm cái mặt hàng này, thì tôi cũng đăng lên đây. Cái nếu có làm phiền các bác thì cũng có thông cảm. Đấy. Dáng dao thì bây giờ nó cũng khác trước rất là nhiều rồi. Đây, các bác có thể xem. Nhìn nó cũng đẹp hơn. Đây là tôi đang quay góc rộng thì nhìn nó sẽ khác lên một chút. Đấy, góc bình thường đây. Đấy. Góc bình thường sao nó sẽ như thế này. Nước tôi rất là cao. Đấy là với cái thép nhíp oát, còn những các cái thép khác thì có thể là giá nó sẽ cao hơn một chút. Thép nhíp oát và thép lò xo mà tôi đang bán như vậy. Ví dụ như cái nguyên cái đống này là nhíp oát hết. 2 4 6 8 10 phôi. Để cán gỗ chắc. Cái cán này ưu điểm của nó là các bác dùng một thời gian nó sẽ đen, như đen như sừng trâu ấy. Chắn chắn dày 3 ly. Đấy. Khít, đục lỗ khít các bạn nhé. Không hở. Không hở. Đấy. Bác đã thấy cái sản phẩm mẫu như này đã hoàn thiện chưa? Đồng này hoàn toàn đồng liền. Cái phần này là chúng tôi mài bằng cái máy kéo kéo kia. Nên là nó nhẵn cái bề mặt thân dao. Nhìn con dao nó mịn hơn. Đấy, các bác nhìn. Tôi sẽ để cái phần số điện thoại của tôi ở dưới, các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ. Tôi sẽ để cả phần giá ở dưới luôn. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Đây là một con dao gần như là đẹp mà chúng tôi đang làm. Cái này thì cái chắn này thì có loại 3 ly và 2 ly. Còn có loại 3 ly thì còn ít thôi. Các bác nào đặt sớm thì có cái loại chắn tôi sẽ lắp cái 3 ly. Còn không thì bình thường thì tôi sẽ lắp 2 ly. Đó, xin các bác nhé. Lưỡi dao thì dao động từ 26 đến 28. Các bác nào mà chặt nhiều thì các bác lấy 28. Đó, bác nào mà thái vừa chặt thì bác lấy 26 nó sẽ tiện hơn. Lưỡi mép mỏng. Đây, xin chào các bác nhé.
tôi này. Xin chào, xin lỗi đã làm phiền các bác. Đấy, giá chúng tôi sẽ để ở phần dưới, các bác nào quan tâm thì liên hệ.